Em vào kho thì dọn kho lốt nhé. Đấy. Giờ cũng liên tục phải dọn kho bởi vì hàng nó về cũng liên tục, cho nên là những cái đồ 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 cái đồ này là em phải xả thật nhanh nhé. Đấy, xả thật nhanh để cho nó còn đủ kho, đủ kịp có nhiều đồ âm thanh em về lắm. Đó. Đây, đây là một con hybrid nhá. Một con máy xay thịt hybrid này. Đó. Đó, đây này. Bán thanh lý tù mù cho bác nhé. Bán thanh lý tù mù em không biết sống chết nhé. Đó, về cho các bác làm gì nào. Đó. Các cái con này thì những cái con này thì về phải tra dầu, tra mỡ hoặc là gì đấy nhé. Đó, chứ không biết là nó còn sống hay không. Được rồi, em cứ thử cho các bác luôn nhé, để xem nó điện đóng nó vào không nhé. Còn về các bác những cái đồ này là về phải dầu mỡ rồi này nọ các kiểu các thế này kia nhé. Đây em thử xem nhé, chứ nhiều lúc không thể chạy ngay được đâu. À, đây đó. Ok đó. Ok con máy xay thịt hybrid này nhá, là đấy, phối bằng nhựa này, phối bằng nhựa. Con này em bán cho các bác là 490 nghìn nhá. Đó. Về xem có phải tra dầu tra mỡ không, có hoặc là dùng luôn thì dùng nhá. 490 nghìn. Tiếp theo này. Con máy 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 xay sinh tố nhá. Đó. Ối kiệt này, chân triệt này, đó. Em chả biết miêu tả thế nào, các bác cứ tự nhìn đấy nhá. Về đừng hỏi em là tại sao không miêu tả, em thì mấy này thì em không miêu tả đâu. Đấy, có nhà thì các bác cứ nhìn thôi nhá. Đó. Rồi, bây giờ em thử cắm vào xem nó có lên điện cho các bác không nhá. Ok. Ok nhá. Máy chạy nhá. Đó. Về các bác xem dùng luôn được thì dùng, còn hoặc là tra thêm dầu, tra thêm mỡ thì tra. Còn không dùng luôn thì dùng nhá. Đó. Con này em bán cho các bác là là 290 nhá, 290. Đó. Đấy, bác nào lấy thì alo cho em. Đó. Số điện thoại của em là 0966 594 581, địa chỉ là 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nhé. Đó. À, vâng, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo của em. Quý vị liên hệ với em, cái số đấy cũng là số Zalo luôn của em nhé. À, vâng, em xin cảm ơn.